Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội, ở gần nhà của tuyển thủ quốc gia Việt Nam Hải Yến. Và ngày hôm nay thì mình cũng rất mong muốn cùng với quý vị khán giả tìm hiểu xem là ngoài những cái hình ảnh mà Hải Yến ở trên sân cỏ ghi bàn, đúng không, ăn mừng và giành tấm vé lịch sử vào World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam, thì cuộc sống thường ngày ở nhà của Hải Yến như thế nào? Xin chào quý vị khán giả, sau đây Hải Yến xin mời quý vị khán giả cùng ghé thăm gia đình của Hải Yến. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, chia sẻ cho thầy đi. Đây là một cái nơi mà mình thấy khá dễ tìm. Em là vừa mới về sáng nay đúng không? Vâng, em vừa về. Ây da, thưa quý vị, đây là nhà của Hải Yến. Hải Yến vẫn đang ở cùng bố mẹ đúng không? Vâng. Và em trai. Vâng. Ở đây mình thấy có một cái rất là hay, mọi người. Đây là khu vườn. Vườn cây em. Em có thể giới thiệu ở đây có rất nhiều những cái giỏ cây. Cái này là cây gì và ai là người đang chăm sóc những cây này? À, thì đây là mọi người biết đây là vườn em. Mọi người biết đây là vườn em. Thì đây là những cây lan mà bố em cũng mới thích trồng, nên là em cũng không biết là có những cái loại lan gì đâu. Chỉ biết đây là lây lan đúng không? Vâng, lan bố trồng cũng rất nhiều để treo vào gốc cây các kiểu. Rất nhiều. Đây là vườn bưởi nhà em. Còn trước mặt kia là ao và chỗ khu để nuôi thêm gà với cả ngan các kiểu. Khi mà đến đây chúng tôi thấy là ngào ngạt hương bưởi, thì ngay bên cạnh là vườn bưởi và... Về đây thì chúng ta sẽ được thưởng thức những quả bưởi rất là ngon. Ở đây là ngoài vườn. Ngày xưa ấy thì là vườn này là từ lúc em còn nhỏ đúng không? Vâng, từ lúc em vẫn ở nhà. Lúc nhỏ thì là em hay ra vườn làm gì không? À, nhỏ lúc mà em ở nhà thì là lúc đấy bưởi nó vẫn còn kiểu như nó nhỏ nhỏ ấy. À. Thì là phải ra kiểu như tưới. Là... Tức là vườn này là nhà em trồng bưởi từ khi em còn bé, vâng, đúng không? Ở ngoài kia. Anh muốn hỏi nhá, là ngày xưa bọn anh thì hay lấy bưởi đá bóng ấy. Ngày xưa em đã bao giờ lấy bưởi của nhà mình để nghịch ngợm đá bóng chưa? Đây là trái bóng duy nhất trên thế giới phù hợp với mọi mặt sân: sân cỏ tự nhiên, sân cỏ nhân tạo, sân futsal, sân ruộng, sân bê tông, sân đất nện. Đây là trái bóng duy nhất trên thế giới phù hợp với tất cả mọi thể loại giày, từ Adidas này, Nike này, Puma, Mizuno cho tới thượng đình và chân đất. Trái bóng này xuất hiện ở tất cả các hàng hoa quả, siêu thị, và thậm chí có nhiều mẫu mã rất đẹp sẽ được bày bán vào rằm vào mùng 1. Trái bóng này gắn liền với tuổi thơ dữ dội của nhiều thế hệ. Em thì ngày xưa không lấy bưởi đá bóng vì đau chân. Đau. Chỉ ăn thôi. Ok, một chú mèo. Ở ngoài này, khá rộng. Vâng. Đây là ao đúng không? Vâng. Hai bên này đều là của nhà mình hết. Vâng, vâng. Ở đây mọi người có thể thấy là... Em có biết đây là vịt hay ngan không? Nhá. Rồi, cái này vâng. Không biết được. Đấy thì là nhà Yến là nuôi thêm cả ngan nữa đúng không? Vâng. Và... đây là một hai cái ao. Cá thì là một năm nhà mình em ngày xưa có đã lội xuống ao chưa? Cá thì là một năm nhà mình em ngày xưa có đã lội xuống ao chưa? Cá thì là một năm nhà mình em ngày xưa có đã lội xuống ao chưa? Mò chai đánh cá chưa? Cao là em xuống suốt rồi. À, tức là đây xuống ngày xưa xuống suốt rồi đúng không? Vâng. Cũng mò chai đúng không? Nặng chai, bắt ốc. Em có thể nói một cái kỷ niệm ngày xưa nhớ nhất với cả khu vườn này không? Ngày xưa mà ở đây thì nhà lúc đấy em cũng còn ở nhà, thì lúc đấy em vẫn bé, xong lại trông thấy em trai nữa, xong là ra vườn dọn vườn cho bố mẹ, thì hai chị em vừa dọn vừa trông nhau. Thì lúc kiểu như cũng không để ý là hai chị em kiểu ngồi gần sát bờ ấy, nên là ngã cả hai chị em xuống. Tức là cả hai chị em cũng ngã xuống. Nhưng lúc đấy em biết bơi chưa? Em cũng biết bơi, lúc đấy em chưa biết bơi. Nhưng mà may là cái là kiểu như là nó cũng kiểu như ao gần nhà nên nó cũng lông ấy, nên là bám được vào cái rễ, thì hai chị em lại kéo lại, nhau lên. Lúc đấy là hai chị em sẽ ướt sũng người đúng không? Và bố mẹ có mắng không? Ông bố mẹ về, bố mẹ biết, bố mẹ cũng vừa nhìn vừa thương ấy. Hai chị em bé bé mà ngã. Lại còn làm cỏ đâu, nuôi đang làm cỏ. Ở đây thì ngay góc vườn chúng tôi nhìn thấy ở đây là một cái cây khế đúng không? Vâng. Cây khế này thì
có từ lúc em nhỏ đúng không? Anh thấy là nhìn cũng lâu năm phết rồi đấy. Nó... đây là cái ngọt hay cái chua? Cái ngọt. À, nhưng ok. Mà lần này nó bị cái bờ ao nó bị sụt thì là nó bị sâu, nước nó vào thì là nó bị sâu mất. Còn cái cây khế này còn lâu lắm rồi luôn ấy. Rất lâu đúng không? Mọi người có thể xung quanh nhìn cảnh vật ở đây là rất là yên bình. Thực sự là về đây thì là một cái nơi lúc mà mình đá thi đấu xong đúng không? Về đây chắc là nhẹ nhàng đúng không? Yên bình, thoải mái. Anh hỏi nhá, có bao giờ em lựa chọn ví dụ thi đấu này đúng không? Kiểu gì cũng sẽ có những thời điểm rất là căng thẳng. Hoặc ví dụ cuộc sống có những cái vấn đề gì đó căng thẳng thì có bao giờ mình tìm đến những cái chỗ như này để kiểu mình tĩnh tâm không? Nhiều lúc thi đấu về xong thì cũng có thời gian về nhà nghỉ ngơi, em chỉ muốn về nhà. Nhiều lúc thì cũng chỉ là ra vườn để dọn, lúc thì dọn cây các thứ cho mẹ, không một lúc thì cứ đi loanh quanh trong vườn thôi. Cũng không phải làm gì nhiều vì vườn thì nó cũng chỉ có chăm sóc trong thời điểm thôi. Nên những cái lúc mà mình được nghỉ về nhà thì mình giúp bố mẹ được phần nào thì giúp, còn không thì mình cứ thư giãn thả lỏng thôi. Nhưng mà cái anh hỏi là trong cái khu vườn này có cái công trình nào của em không? Ví dụ như cái cây hoặc là cái khu nào mà em tự tay em trồng? Trong cái khu vườn này thì tự tay em trồng thì không có, nhưng mà nếu mà bảo là tự tay em chăm sóc thì cả cái khu vườn này đều đã qua tay em chăm sóc. À đúng không? Nên rất là tốt tươi đấy. Tức là Hải Yến không chỉ biết ghi bàn ở trên sân với vai trò một tiền đạo đúng không, mà khi mà Hải Yến đóng vai trò là một người nông dân đúng không, cũng có thể chăm sóc rất là ok, rất là khéo tay. Chúng ta sẽ di chuyển vào đây. Con mèo này là ở đây để đảm nhiệm vai trò bắt chuột đúng không? Hình như chưa cho ăn. Mèo này là em nuôi hay là em trai em nuôi? Mèo này mẹ em nuôi. À mẹ. Ở nhà Yến mình thấy phân công nhiệm vụ rất rõ ràng. Cây cối là bố đúng không? Và chăn nuôi là mẹ. Đấy, còn Yến thì đi đeo bóng, em trai thì đi học đúng không? Rồi, chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài một chút. Thưa quý vị, là tôi cũng phát hiện ở đây là có hai vật mà tôi nghĩ rất là lâu rồi. Đây là một chiếc đồng hồ mà bây giờ là không sử dụng được đúng không? Nhưng mà tại sao Yến vẫn trèo đây? Cái này mặc dù nó không sử dụng được nhưng mà bố em vẫn cứ muốn giữ lại những cái đồ này. Kỷ niệm đúng không? Cái này thì chắc là gắn liền với cả cái ngôi nhà từ rất lâu rồi. Cái nhà này thì nhà mình sửa từ năm nào? Em nhớ không? Cái này cũng sửa em cũng không nhớ. Mấy năm gần đây thôi đúng không? Còn còn cả cái này đấy anh em ạ. Khả năng Yến ngày xưa đi bắt cá là bắt bằng cái này đúng không? Bắt tôm, bắt cua đúng không? Đồ gia truyền, đồ gia truyền. Gia truyền anh em ạ. Đấy, tức là nếu mà mình gia truyền này mình tưởng là Yến phải chơi thủ môn nhưng hóa ra lại chơi tiền đạo. Thưa quý vị. À đây rồi. Yến có một sở thích đúng không? Với những chú chó, em có thể giới thiệu về hai bạn chó này không? Hai cái này thì Lego, còn đây là Leon. À, Lego và Leo. Tại sao em lại đặt ông này là Leo? Kiểu như là em có một con là Lu rồi em một con là Leon, bảo không biết là em cứ thích cho nó phần L đầu tiên à, cho nó Lego. Đây là Lego đúng không? Vâng. Em nuôi hai hai anh em này thì ở trên đội với cả em. À, tức là đi tập luôn cùng mình. Vâng. Ở trên câu lạc bộ và đội tuyển. Ở trên câu lạc bộ thì em cho nó đội, còn ở trên đội tuyển thì em sẽ gửi chị Văn Thị Thanh, thì chị cũng là huấn luyện viên ở trong trung tâm. À tức là em mà đi thi đấu là em gửi chị đúng không? Là hai bạn này là có người chăm sóc. Em nuôi từ được mấy năm rồi? Hai bạn này gần được 1 tuổi, có nghĩa từ bạn này thì là lúc được 2 tháng thì em mới đón. Còn bạn này em là đỡ đẻ rồi luôn. À, rất là nắm tài, là một người đỡ đẻ cho cả đây đúng không? Vâng. Tức là hai bạn này là trước khi em đi đá cái Asian Cup năm vừa rồi đúng không? Vâng. Là em đã nuôi rồi. Vâng. Và sau khi đá về thì có gì thay đổi không? Như vậy là chúng ta thấy rằng Hải Yến thực ra nắm nghề đấy, đúng không? Hải Yến hoàn toàn có thể sau này mở một cái spa về chó đúng không? Đúng không? Em đỡ đẻ được, em chăm được. Đúng không? Em có ý định không? Em cũng có ý định, em cũng thích với cả em cũng hay làm mấy cái. Nhưng mà những cái đơn giản như là cắt lông chân hay gì đấy là em cũng tự tỉa tót đúng không? Cắt lông rồi tắm các thứ. Chỉ có cái là cái như mình chưa học về cắt tỉa thì nhiều lúc mình không cắt tỉa được. Chưa được được đẹp hơn đúng không? Sau này thì tay nghề sẽ hơn, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà lúc đây là em về nhà là em đưa các bạn đi về đúng không? Vâng. Hay là đây là vẫn là trong thời gian nghỉ Tết?
Thì hôm nay em về mới cho về. À, ok. Thưa quý vị, bây giờ thì mình cùng với Hải Yến sẽ bước vào căn nhà này. À, bước vào đây thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng hai cái tủ rất là nổi bật đúng không? Ở bên này là rất nhiều cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Gia tài của em. Đây là một cái gia tài rất là khổng lồ và bất kỳ một ai đá tiền đạo không cần biết là ở cấp độ nào hay nghiệp dư hay chuyên nghiệp đúng không? Đều mong ước mình có những cái danh hiệu như này, kiểu vua phá lưới đúng không? Ghi nhiều thắng nhất, vua phá lưới. Thì em có nhớ là bao nhiêu lần em đoạt cái danh hiệu vua phá lưới không? Ở giải vô địch quốc gia thì em nhớ 4 lần. 4 lần. Còn những giải khác? Giải cúp quốc gia là 2 lần. 2 lần ở cúp quốc gia. Còn giải U19 một lần sao? Một lần U19 tức là từ lúc trẻ đúng không? Cho đến lúc lên đội tuyển là đều là vua phá lưới. Và ở đây thì có cả bằng khen. Bằng khen và giấy khen. Đâu là cái kỷ niệm, cái bằng khen mà em cảm thấy ấn tượng nhất? Khắc cốt ghi tâm nhất? Thì em nghĩ là cái ở bên kia. À, đây. Như vậy là huân chương lao động. Đúng không? Hạng 3. Huân chương lao động hạng 3. Một cái ngày là năm 2019 là em được đề cử huân chương lao động 3 khi là cùng đội tuyển là giành huy chương vàng SEA Games. Có SEA Games đề cử. Yến là người ghi bàn trong trận chung kết đúng không? À, ở đây đây, chúng tôi xin phép nhé. À, một quả bóng, quả bóng bàn. Mà đây không phải là một đâu. Hai quả bóng bàn, 2 năm liên tiếp dành cho Hải Yến. À, cái này là mới năm nay đúng không? Vâng. Thì cái cảm xúc khi mà mình nhận được quả bóng bạc này thì cảm xúc của em lúc ấy như thế nào? Khi mà được đề cử danh hiệu vòng bạc thì em cũng cảm thấy rất là vui, vinh dự. Thì năm này năm thứ 2 liên tiếp em cũng được mọi người đề cử danh hiệu vòng bạc. Thì em cũng nghĩ là em cũng rất biết ơn mọi người khi mọi người đã lựa chọn cho em cũng như là cũng biết đến em. Thì bản thân em cũng tự hứa là em sẽ cố gắng hơn nữa để có thể làm sao có cho mình một quả bóng vàng để xứng đáng với niềm tin của mọi người. Tức là hy vọng là tủ này lần tới bọn tôi đến thì sẽ có một quả màu vàng. Anh em có thể nhìn này. Quả bóng bạc là tôi đã thấy rất là nặng rồi. Đấy. Đây. Ở đây anh thấy có cả một quả bóng. Quả bóng này là như nào vậy? Quả bóng này là bọn em muốn giữ lại là khi mà bọn em giành huy chương vàng SEA Games thì trong thời gian tập luyện bọn em đã dành chính quả bóng này để bọn em tham gia tập luyện. À, quả bóng này là tập ở Philippines năm 2019 và quả bóng này thì đã, tức là Yến là tập sút, tập đánh đầu bằng quả này đúng không? Đấy, và cuối cùng là ghi bàn vào lưới của Thái Lan đúng không? Em nhớ là lúc trong lúc tập luyện nên bọn em cũng hay chơi đùa nhau, như là cùng như hôm bọn em tiền đạo thì bác chia ra là hậu vệ tập riêng và tiền đạo tập riêng, thì chị Kim Chi có đưa bọn em ra tập riêng và có vài sút, thì mỗi lần bọn em sút một quả bóng thì chị đều như là bọn em đặt niềm tin vào quả bóng đấy, đi quả bóng đấy sẽ mang đến kiểu vinh quang cho bọn em. Bọn em đúng không? Thế là mình giữ lại luôn đúng không? Vâng. Những quả bóng tập từ tận năm 2019 và nó đã cùng với các cô gái chúng ta tạo ra cái huy chương vàng năm đấy. Một thành tích rất là đáng tự hào. Thời điểm đấy thì các chị em chiến đấu rất tuyệt vời. Mình thì có cái vinh dự là hôm đấy mình theo dõi trận đấy của chị em tại Philippines anh em ạ. Tuyệt vời luôn, bởi vì hôm đấy là Trương Thị Kiều còn bị xước hết cả chân đúng không? Rồi thì lúc đấy là đội bạn rất là khỏe, Thái Lan rất khỏe. Chúng ta vẫn ăn được. Ngoài ra ở đây thì ngoài bóng đá nhé, ngoài những cái thì anh ở đây thấy có một cái bằng khen dành cho, à đây vẫn là SEA Games này, đúng không? Còn đây là bằng khen của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội, là của câu lạc bộ đúng không? Hay là cái này của Ủy ban Thành phố. À, Ủy ban Thành phố, hay quá. Rồi, ở đây ở nhà của Hải Yến thì huy chương thì nhiều lắm. Tôi không biết rằng là đâu là cái huy chương mà Yến cảm thấy rằng là nó bắt đầu cho cái sự thành công của bản thân em trên con đường bóng đá. Em nghĩ là đó là cái tấm huy chương vàng. À, cái này là, nghĩ là cái huy chương quốc tế đầu tiên của em. Nó là giải vô địch Đông Nam Á đúng không? Vâng, cái này là lần đầu tiên em được gọi lên ở đội tuyển. À, đây là lần đầu tiên gọi ở đội tuyển và đây là chúng ta giành huy chương đồng. Vâng. Đúng không? Ở Lào. Năm 2011, tức là đến bây giờ là 11 năm. 11 năm. Thì đây là một trong những, và mình cũng cảm thấy rằng nó có nhuốm màu của thời gian rồi.
rất là lâu rồi, nhưng mà nó lại đánh dấu cái việc mà được, bắt đầu đi lên huy chương cùng đội tuyển đấy. Đấy, thì bắt đầu từ màu đồng đúng không, và sau đấy thì là chúng ta có thấy rằng các chị em là giành huy chương vàng luôn rồi, vô địch Đông Nam Á rồi. Còn lại ở đây thì anh thấy có các cái bức tranh ở đây. Bức tranh kia thì là nguồn gốc như nào nhỉ? Bức tranh này thì là em được người bạn tặng. À, nhưng mà nhân dịp gì? Vì đợt đấy có một đợt mà nó rộ lên cái theo hot trend đúng không? Vâng, thì bạn em thấy em cũng kiểu thích theo, nên bạn em theo tặng cho em một bức. Còn còn bức này? Bức này thì là của bố em được tặng. À, đây là bố. Nhưng mà anh được biết là đây. Đúng không? Đây mới là nhân vật chính. Đây là bức tranh em tự thêu. Bức tranh mà Hải Yến tự thêu. Rất là đẹp. Em có thể nói qua một chút ý nghĩa của bức tranh này, tại sao em lại lựa chọn cái chủ đề này, cái bức tranh này để thêu? Em thì cái lúc bắt đầu thêu em cũng không suy nghĩ gì nhiều, mà là em cảm thấy nó thích. Và ở nhà em thì cũng có em trai, em thì cũng là sinh năm tuổi ngựa. Tuổi ngựa đúng không? Em muốn thêu cái gì đấy mã đáo thành công. Em thêu cái này mất bao nhiêu lâu? Hơn một năm đúng không? Tức là trong quá trình tập luyện lúc rảnh rỗi là em dành hết thời gian để thêu này, không đi chơi, không gọi là trà sữa đúng không, cà phê, dành thời gian để thêu hơn một năm. Một năm cái này là rất là kiên nhẫn ấy. Ở đây cũng rất nhiều những giấy khen khác, nhưng mà đây là giấy khen cái này là của bố em tham gia công tác ở xã. Tức là bố của Yến cũng là một người rất năng nổ đúng không? Tham dự rất nhiều công tác. Đây là thành tích thi đua trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Nhiều thành tích trong phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới. Chắc chắn là có cái vườn kia rồi đúng không? Ở đây, thưa quý vị các bạn, Yến có thể ra đây. Một cái bức ảnh mình thấy rằng là trong vào đây thì đây là bức ảnh duy nhất mà Yến treo. Vâng. Thì Yến có thể giải thích không? Đây là Yến đang ăn mừng bàn thắng. Em và chị Nhung đang ăn mừng bàn thắng tại SEA Games. Ừ. Thì cái bức ảnh này là bức ảnh duy nhất vì thật sự là em cũng giới thiệu người là em ấy thì là con nuôi của nhà chị Nhung. Thì khi mà em ghi bàn thắng thì hai đứa lại chạy ra ăn mừng với nhau, và hai đứa đang chạy về phía của bác huấn luyện viên Mai Đức Chung là để ăn mừng bàn thắng đó. Thì vô tình cái khoảnh khắc này thì có được một anh phóng viên, anh ấy chụp lại, và em chính em là người đề nghị xin này bức ảnh của anh ấy. Và anh ấy cũng hỏi lý do là tại sao em muốn xin ảnh, thì em cũng có trình bày là em là con nuôi của nhà chị Nhung và em muốn kiểu có một cái bức ảnh của hai chị em kỷ niệm đúng không? Thì em có xin, thì anh ấy cũng đã tặng cho em hai bức ảnh, và một bức này thì treo ở nhà em và một bức nữa thì ở dưới nhà chị Nhung. Tức hai chị em mỗi người một bức ảnh như thế này. Ở đây chúng ta thể thấy rằng cảm xúc là quá tuyệt vời đúng không? Hai chị em đang ăn mừng chạy về phía huấn luyện viên, và sau khoảnh khắc này là chúng ta giành huy chương vàng tại Philippines. Ở đây thì Yến đang đi một đôi giày này bây giờ Yến còn dùng không? Đôi giày này thì nó bị hỏng, tại vì trong thời gian thi đấu thì em cũng để nó bị rách. Thật sự là cái lúc đấy thi đấu ở sân nhân tạo bọn em thật sự là rất là không quen. Vì thường bọn em đá sân cỏ tự nhiên, xong rồi đến lúc vào sân nhân tạo nó cứng, rồi thành ra nhiều lúc mình đá nó cũng không chuẩn kỹ thuật nữa. Nên nó bị hỏng đúng không? Lúc đấy ở Philippines thì cũng rất nhiều khó khăn dành cho các chị em. Ở đây thì anh muốn hỏi thêm là em chọn giày có chọn màu không? Có phải là em thích màu em xanh thường, lá? Thường đi giày em hay chọn màu xanh lá hoặc là màu đỏ. Cái gì mà có liên quan đến xanh lá là màu là đỏ thích đúng không? Em thích. Xanh lá này thì ở đội tuyển nam anh thấy có rất nhiều bạn đi, có Trọng, có Duy Mạnh. Trước đây đã có mấy cầu thủ, nhưng hầu hết là trung vệ. Em lại đá tiền đạo. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang đứng ở đây, được coi là sân để Yến đến bóng đá đúng không? Là từ cái sân này, tức là từ năm bao nhiêu em có nhớ không? Nói chung là từ lúc mà nhỏ bé tí xíu là đã ra đây chơi. Cắt cỏ xong rồi trốn ra đây đá tập ấy đúng không? Ở đây thưa quý vị và các bạn, ở đây thì một cái sân rất là rộng, và theo Hải Yến chia sẻ là từ lúc Yến tập luyện đến bây giờ thì sân vẫn như vậy thôi, không có nhiều sự thay đổi. Và chúng ta biết được là đây là một mặt sân quen thuộc đối với cả rất nhiều làng quê. Thậm chí nói thật là nếu mà so với làng Anh thì đây là sân này vẫn là đẹp hơn đấy. Nhưng mà vẫn giữ được những cái nét. Chúng ta nhìn thấy cái gôn kìa, đúng không? Gôn là không lưới, đúng không? Và sân này là ngày xưa đá 11 đúng không? Vâng, đá 11. 11 tức là lúc đầu Yến là tập ở sân này. Thì ai là người mà đưa Yến, hoặc là tại sao Yến lại biết sân này để ra tập?
Thực sự là mới đầu khi mà em chưa tập luyện thì chỉ là em đi qua cái con đường này, đi lên trên nhà ông ngoại em thẳng chỗ kia vào. Gần đây đúng không? Vâng. Ngày trước là ông ngoại có cái quán ở gốc cây to to kìa. Thì mỗi lần cứ đi ra ông ngoại là lại phải lượn qua sân là sao mà thấy mọi người chơi là xuống chơi. Nhưng mà lúc đấy là thấy chị em hay anh em đang đá? Thấy nói chung là toàn người quanh xóm ấy, kiểu như cũng kiểu bằng tuổi ấy, mà cứ buổi chiều là hay kéo nhau ra ngoài sân này chơi, thì mình cứ đi qua thấy là lại rủ nhau xuống chơi. Nhưng lúc đấy cũng chưa nghĩ là tập bóng đá hay gì. Nhưng mà lúc mà em bắt đầu tập thì ở đây có ai hướng dẫn mình tập ở sân này không? Thì thật là lúc em mới bắt đầu thì ở sân này cũng có ông Dương Khắc Kiểm. Ông là một cựu chiến binh thì ông cũng có yêu thích với bóng đá. Ông cũng lúc mà ông mà kiểu như là dạy bọn em thì cũng cái kiểu như bóng với các thứ nó cũng sơ sài lắm. Chỉ là những cái quả bóng cũ mà ông xin được hoặc là ông dành tiết kiệm để ông mua, thì ông thấy bọn em hay ra chơi thì bắt đầu ông mà là ông sẽ hướng dẫn cho để có thể biết chơi, để có thể không bị chấn thương các thứ. Đầu tiên chỉ là những cái rất cơ bản đúng không? Nhưng mà bóng là ông tự tìm cho mọi người tự sưu tập. Còn đôi giày đầu tiên thì lúc đấy em ra tập giày hay chân đất? Em đi trên đất. Em đi trên đất. Em đi trên đất. Tập đầu tiên ở sân này chân đất đúng không? Và sau này thì có phải đấy chính là người thầy, có thể coi là người thầy đã dạy em bóng đá đầu tiên đúng không? Vâng. Sau đấy thì là chú giới thiệu em lên câu lạc bộ hay là em thi tuyển hay nhỉ? Thực ra trong quá trình mà tập luyện ở sân này với ông thì ông cũng có liên hệ với cả bên chỗ trung tâm trên Hà Nội. Thì bên phía trung tâm cũng cử các thầy cô về dưới này để có thể tuyển chọn thêm vận động viên cho câu lạc bộ Hà Nội. Thì bọn em thấy có thầy cô về và cũng có lớp ứng tuyển thì bọn em xin đăng ký dự thi. Em cũng rất là may mắn là được chọn lên đội. Và cái ấn tượng em nhớ nhất với cả chú là gì? Kỷ niệm nhất với ông là ông rất là nghiêm khắc với em. Vì là em cũng xem như là con cháu trong nhà. Vì ông mỗi lần mà có em thì lúc bé là rất là nghịch và cũng như là rất là bướng. Vì vậy mỗi lần mà em làm sai cái điều gì đấy, ông thường phạt em rất là nặng hơn so với các bạn. Nhiều lúc em cũng rất là tủi thân nhưng mà cũng sau này em lớn lên thì em cũng suy nghĩ rất là nhiều, cũng nhờ có những lần ông nghiêm khắc như vậy thì bây giờ em mới có sự thành công. Chính những cái bài học nghiêm khắc thế đúng không? Những cái răn dạy đấy đã có một Hải Yến như bây giờ, một tiền đạo lì lợm và khéo léo của đội tuyển nữ Việt Nam. Còn bây giờ thì là bây giờ ông Kiểm thì ông cũng mới mất do cũng một cái tai nạn không may. Tức là mới trước khi em đi đá cái giải vừa rồi. Được. Sau khi em đi đá SEA Games về thì cũng một thời gian, em nhớ là vào tháng 3. Thì ông trong một lần ông đi lên viện khám sức khỏe thì cũng không may là bị gặp tai nạn xe máy, ông cũng mất. Anh biết là chú cũng không chỉ Yến đúng không? Trong khu vực này chú dạy rất nhiều những người, và sau Yến anh biết là có cả Nhã bây giờ đúng không? Đội tuyển là cũng là chú Kiểm tìm thấy và dạy ở đây trước khi lên trung tâm. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang ngồi cạnh chú Phạm Văn Mười là bố của cầu thủ Hải Yến. Và khi mà chúng tôi đến nhà thì đây cũng là những múi bưởi rất là ngon, được gia đình mời đây bưởi ở vườn nhà mình luôn đúng không chú? Đúng rồi, bưởi này là của gia đình từ canh tác từ trong. Rất nhiều khán giả là các bạn ấy thắc mắc khi mà Hải Yến nhìn Hải Yến và các đồng đội thi đấu ở cái giải Asian Cup nữ vừa rồi và sau đó thì giành được cái vé đi World Cup ấy, thì ở nhà lúc đấy thì cô chú đang làm gì và cảm xúc của chú như nào khi mà biết tin con gái của mình vừa làm nên một cái có thể là lần đầu tiên trong lịch sử của chúng ta? Lúc mà Yến và đồng đội thi đấu ấy, thì vợ chồng của tôi thì ngồi trực xem thôi, lúc đấy thì còn cũng không làm gì, không, bỏ hết vào công việc, bỏ hết việc theo dõi Yến và các đồng đội thi đấu trên sân. Thì cảm xúc của chú như nào khi mà lúc đấy mà chúng ta giành được cái thành tích là giành vé đi World Cup? Lúc mà đội tuyển nữ của Việt Nam giành chiến thắng và giành được vé đi dự World Cup thì lúc đấy là cả ba vợ chồng con cái xem thì là hết sức vui, còn reo hò như là nghĩ như mình đang tuổi thanh niên. Như là mình đang ở sân luôn. Tức là cái sự hạnh phúc nó khó diễn tả thưa quý vị, bởi vì là ngay cả
với những khán giả bình thường thì đó cũng là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến một đội tuyển bóng đá nữ giành được tấm vé đến với cả ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Vậy thì từ lúc đấy đến lúc mà Yến được về nhà sau một cái hành trình gọi là đi tham gia các sự kiện này và đi mừng công ấy, thì cô chú có cảm giác sốt ruột không? Mong ngóng con gái mình về cũng nhà? Mong lắm. Vì thực ra là gần như là năm nay là năm đầu tiên Yến ăn Tết xa nhà ấy, thì đã là nhớ con rồi. Xong lại thi đấu xong lại Yến lại phải về nước theo dõi cả con về nước, con lại có nhiều những sự kiện rồi thì các thứ không vừa được về nhà ngay. Thế bây giờ cứ mong ngóng từng ngày để tính nhầm từng ngày xem để con về. Thế là chú tính là từ lúc mà Yến đi tập huấn đúng không? Lên tập trung và đến lúc mà Yến trở về nhà gọi là ăn Tết muộn thì là khoảng trong vòng khoảng bao nhiêu lâu? Nếu mà tính từ lúc mà Yến đi tập trung mà từ cả câu lạc bộ xong đến tập trung đội tuyển mà đến lúc về nhà chắc có khi phải 6-7 tháng tức là ra, thì 7 Yến tháng là không về nhà. Không về nhà. Vâng, một quãng thời gian rất là dài và chỉ có trong cái thời điểm dịch dã như này thì các cầu thủ mới phải tập luyện và thi đấu trong một cái điều kiện như vậy, tức là ở trong một vòng khép kín và rất hạn chế ra ngoài tiếp xúc. Nhưng mà 7 tháng thì nó cũng xứng đáng với thành quả cuối cùng là Yến và các chị em lại giành được tấm vé đi World Cup. Đúng không ạ? Cháu muốn hỏi thêm là khi mà Yến về thì là chú cái món đầu tiên mà cô chú gọi là mang ra để gọi là đãi Yến thì là món gì? Thì tất nhiên là ở nhà là vẫn còn kiểu như muốn mong con về là ăn Tết. Nên ra là vẫn giữ lại bánh chưng để con về ăn Tết. Nhưng mà cũng có khi là cái món không phải là sở trường của Yến, nhưng mà bố mẹ muốn dành gọi là giữ lại cái hương vị Tết để con về ăn Tết. Tức là cô chú vẫn muốn không khí Tết, Yến vẫn Tết. Được tận hưởng cái không khí Tết của Việt Nam, cái sự ấm áp của việc là gia đình đoàn viên với nhau và những món đặc trưng ngày Tết, trong đó thì không thể thiếu bánh chưng rồi thưa quý vị và các bạn. Và bánh chưng năm nay thì các khán giả nói vui là bánh chưng năm nay rất nhiều nhân đúng không chú? Chúng ta thắng Thái, chúng ta có vượt qua được những đội bóng như kiểu là Đài Loan hay Myanmar để chúng ta đi đến cái mục tiêu là giành được tấm vé đi Australia vào năm 2023 thì rất nhiều nhân chứ không chỉ là nhân thịt nữa. Còn về việc là sau khi Yến đạt thành tích đấy thì chú có thấy không khí gia đình có cái gì nó thay đổi so với trước kia không? Cũng vui, gia đình vui, mà đi đâu thì cũng có người hỏi. Cũng người ta cũng chưa vui rồi, bạn bè rồi những người làm việc cùng ra cái không khí nó thay đổi nhiều. Rất là vui vẻ. Và khi như thế thì chắc chắn là chú cũng cảm thấy rất tự hào đó, khi mà có một cô con gái như thế. Đâu phải là chúng ta biết được là có rất nhiều quốc gia ở trong khu vực của mình chưa bao giờ họ được chạm tới cái tấm vé đi dự World Cup, nhưng mà những Hải Yến này và những cô gái của đội tuyển nữ chúng ta lại làm được điều đó. Đúng rồi, chúng tôi đi vui lắm, đi đâu vui. Vợ chồng con cái rất là vui hạnh phúc, xong rồi lại bạn bè rồi người thân lại chúc mừng thế nọ kia, đâm ra lúc nào cũng là như là mở cờ trong bụng. Vâng, niềm vui rất là lớn, niềm vui nối tiếp niềm vui của đầu tiên là niềm vui chúng ta chào năm mới. Cứ hai chúc nhau sức khỏe và thứ ba nữa mình lại có gọi là thành tích của con cái. Nhưng mà trước đấy thì đã bao giờ chú có nghĩ được rằng là Hải Yến và các cầu thủ của chúng ta có thể tạo ra một cái cột mốc lịch sử như thế không? Cũng hy vọng nhiều. Nhưng mà nghĩ thì cũng thực sự là chưa dám nghĩ. Thì đợt trước cũng có một lần cũng tranh vé vớt với Thái Lan rồi. Và chúng ta đã không thành công. Không thành công. Thế nên ra đợt này cũng hy vọng. Nhưng mà cũng không kiểu thực sự là cũng không dám nghĩ nhiều. Thì ước ao thì mình vẫn phải là ước ao đi ra sân chơi lớn. Toàn thế giới mình ước ao, nhưng mà cũng đúng quả thực là cũng không nghĩ được nhiều đến như thế, làm đội tuyển sẽ là thành công như thế. Cái thời điểm mà cháu muốn hỏi, cái thời điểm ngày xưa một chút, tức là Yến lúc đầu mới tập bóng đá thì chú hay cô hay ai là người mà đưa Yến đến buổi tập, những buổi tập đầu tiên khi Yến bắt đầu chơi bóng? Lúc mà bé Yến bắt đầu tập ở nhà thì thực sự là còn gần như là phong kiến, không muốn cho con đi đá bóng. Tức là lúc đấy gia đình đã không muốn. Muốn. Thế là Yến cứ ham mê là cứ đi tập trộm, nhiều khi còn quát cả Yến.
nhà có cái ao và cái gì cái công đấy thì đi cắt cỏ cá cho bố, cho đỡ bố còn hơn. Thế Yến thì tranh thủ đi cắt cỏ cá, thì cũng nghe theo lời bố giúp đỡ bố mẹ cắt cỏ cá xong lại trốn đi tập. Vâng. Tập nhiều khi tập về thì lại sợ bố mẹ mắng, đi học về thì không về nhà, nhà bố mẹ mắng thì chửi bông bà ngoại trên kia gần để trốn vào ông bà ngoại bà ngoại bênh. Đi lên trên nhà ông ngoại em thẳng trốn kia vào gần ông, đây, vâng. Gần đây. Ngày trước là ông ngoại có cái quán ở gốc cây to to kìa, thì mỗi lần cứ đi ra ông ngoại là lại phải lượn qua sân là xong là thấy mọi người chơi là xuống chơi. Thế sau này ấy thì mới tự Yến đi, xong khi mà lên Hà Đông mà tập trung thì bố đưa đi. À, chú là người trực tiếp đưa Yến đến đưa... gọi là bắt đầu con đường bóng đá chuyên nghiệp là tập là bắt đầu ở câu lạc bộ và tập trẻ. Tức là chúng ta thấy rằng Hải Yến là người chịu khó, sau khi mà làm xong công việc ở vườn đúng không? Thì mới bắt đầu mới đi tập bóng đá, cũng là người hoàn thành nhiệm vụ mà bố giao và sau đấy còn thừa cả thời gian đi tập bóng đá nữa. Nhưng mà ngày xưa thì khi mà Yến bắt đầu đến với bóng đá thì chú có bao giờ nghĩ được là Yến sẽ sưu tập được một bộ sưu tập danh hiệu rất là đồ sộ về mặt cá nhân đấy kia không? Vua phá lưới rất nhiều giải đấu, rồi huy chương vàng SEA Games và quả bóng bạc ở Việt Nam nữa, những cái thành tích rất là đáng tự hào. Gia đình cũng không, thực sự không nghĩ đâu. Tôi thì Yến ham mê thì cũng mới đầu cũng cấm không lấy được thì thôi, ăn con ham mê thì cũng ủng hộ con thì đưa con đi thôi chứ không nghĩ là Yến có Yến này lại có cái thành quả như ngày hôm nay đâu. Cái thời điểm đấy thì hàng tháng chú có chu cấp gì cho Yến trong quá trình tập luyện không? Bởi vì cháu biết là bóng đá nữ ngày xưa rất vất vả. Không, lúc đấy gia đình thực sự khó khăn lắm. Thế là cũng chẳng có gì chu cấp cho Yến. Tự Yến là chắt chiu tần tiện tự sống. Có khi là khi nào mà còn phải học phổ thông mà Yến đi thì từ lớp 8, lớp 9 ấy. Thì còn học phổ thông thì khi nào mà ít quá thì Yến vào đầu năm học hay gì đấy thì cho con ít thì con đóng học, còn đâu tự Yến là Yến thu xếp là chính. Tức là tự túc bằng những cái đồng lương mình kiếm được và tự trang trải. Tự trang trải. Không về xin bố mẹ. Đấy là một cái đã thể hiện được cái sự tự lập. Và sau này thì nó trở thành bản lĩnh của các cầu thủ ở trên sân bóng, đúng không chú? Bởi vì là đấy là cái thời điểm như chú nói là gia đình khó khăn thì mình nghĩ rằng cái thời điểm bắt đầu đấy là thời điểm bắt đầu khó khăn nhất rồi. Bây giờ tất cả các khó khăn cháu nghĩ là không thể nào đánh bại được những người mà có nghị lực như Yến và các chị em của đội tuyển nữ. Có một cái chi tiết rất là hay mà khi mà mình đến đây mình thấy rằng là ở vườn có rất nhiều bưởi, rồi chú trồng rất nhiều cây lan thì chú bắt đầu trồng bưởi và đặc biệt là cái rất nhiều giỏ lan ở kia thì từ bao giờ chú? Cái bưởi thì gia đình là trồng từ năm 2004-2005 thì cũng khá là lâu rồi. Thì cái lan này thì mới năm ngoái năm kia thì, gọi là nó đỡ một chút thì mình có thể mình trồng mấy cái mấy không gọi là trồng nó vui tức là chú chơi thôi đúng không? Chú chỉ chơi trồng cho nó vui thôi chứ không phải là để làm kinh tế. Không phải làm kinh tế. Cháu muốn hỏi là cái thời điểm mà chú có nhớ thời điểm nào mà Hải Yến có những cái đồng lương đầu tiên khi mà đi đá bóng và mua những món quà về tặng cho bố mẹ, tặng cho gia đình? Cái này thì cũng lâu rồi vì là Yến là khi mà có cái lương ít ỏi Yến tần tiện lắm. Thế là cứ hay là em bé hơn mà. Thì là mua về cho em. Thì là đỡ bố mẹ, là ví dụ là đầu năm thì đóng học phí cho em, khi thì có đợt thì em đi học cấp 3 thì mua cho em cái xe điện để em đi học thì đỡ bố mẹ. Tức là khi mà vào cấp 3 là Yến mua tặng em luôn một chiếc xe điện để di chuyển đi học. Và Yến bây giờ cháu biết là phương tiện di chuyển từ giờ đấy, từ đây lên đội vẫn là đi xe máy đúng không? Một Yến người tuyệt vời, bởi vì chúng ta đều biết là bóng đá nữ thì khó khăn về mặt tài chính rất nhiều, lương của cao thủ không được cao, mà trong bối cảnh dịch dã nữa, nhiều giải đấu không thể tổ chức, rồi các khó khăn khác nó kéo theo. Tuy nhiên thì các chị em vẫn rất là cố gắng và có được một cái cuộc sống rất hợp lý và thành tích thì là tuyệt vời rồi. Cháu muốn hỏi thêm một chút là sau khi mà Yến không chỉ bây giờ mà Yến có thành tích đúng không ạ? Yến trước đây là có những thành tích rất là cao rồi, ví dụ như là 2019 Yến huy chương vàng SEA Games đội tuyển nữ. Thì đã bao giờ chú nghĩ đến việc là bảo Yến về nhà để làm một công việc khác, nghỉ đá bóng cho đỡ vất vả chưa? Tại vì là nhìn con mình dãi nắng dầm mưa rất là nhiều, tập luyện vất vả, rồi còn chấn thương, rất nhiều rủi ro.
Thì cũng nhiều khi mà xem Yến thi đấu trên sân, mà khi mà có va chạm mà làm trên sân thì gia đình xót ruột, nhiều lúc rớm nước mắt ấy. Vâng. Thế nhưng mà thôi, từ đầu đã để Yến đi theo cái sự nghiệp quần đùi áo số mà Yến yêu thích, thì thôi gia đình cũng cải cũng coi như là cứ để cho Yến tự quyết định. Vâng, tức là ủng hộ hết mọi quyết định của Yến. Vâng. Chứ, chứ không 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 là giữ như như lúc còn bé nữa. Vâng. Gia đình ủng hộ. Vâng, cái trong các cái thành tựu hoặc hoặc là những thứ mà Yến đạt được ấy, thì chú thích nhất cái thành tích nào của Yến? Thì cái năm 2017 là Yến đã giành vô địch SEA Games rồi, huy vâng. chương vàng SEA Games đấy. Tức là huy chương vàng đầu tiên, đấy là huy chương vàng đầu tiên của, vâng. của khu vực. Chứ còn nếu mà theo câu lạc bộ Hà Nội thì nó cũng mấy lần rồi. Vâng. Là, tức là chú ấn tượng nhất là lần đầu giành huy chương vàng cùng đội tuyển Việt Nam, đúng không? Đấy là cái cột mốc mà chú đáng nhớ nhất. Và đến năm nay thì là một cột mốc trên cả điều đó, đấy là sự tự hào của cả tất cả Việt Nam của chúng ta, đấy là các chị em đã giành vé đi World Cup. Còn em trai của Yến thì chú có kiểu khuyên em trai học được những cái đức tính gì của chị không, để có thể mình càng ngày càng tốt hơn, phát triển hơn? Thì cũng nói với em Yến là đấy, thì chị là nữ mà chị đã quyết tâm theo đuổi con đường của mình, mà chị cũng gần đi ra ngoài gần như là tự lập từ bé. Vâng. Gia đình cũng không chu cấp gì, chỉ hỏi han kinh tế gia đình không có là chị tự lập. Thì em cũng lên học chị những cái tính tự lập đấy. Vâng. Để về sau ra đời sống thì nó vững vàng. Vâng. Vậy là cái tính tự lập là cháu thấy chú nói từ đầu đến giờ là Yến có cái đấy rất nổi bật. Tức là tự mình sắp xếp công việc, tự mình triển khai, tự mình thi đấu, học tập, sắp xếp thời gian gia đình để thi đấu. Cái việc mà Yến thường xuyên thi đấu phải xa nhà như thế thì chắc chắn là gia đình mình đã quen rồi, nhưng mà đúng trong thời gian vừa rồi là đến 7 tháng thì dài quá. Vâng, lúc đấy thì là Yến và chú thì liên lạc với nhau như nào với chú? Thì hai bố con thì vẫn thỉnh thoảng vẫn có gọi chuyện, nói chuyện Zalo với nhau. Vâng. Thì vẫn nói chuyện bình thường, gọi điện video call đúng không? Vâng. Chú trước những cái trận đấu quan trọng ấy thì là chú hay dặn Yến điều gì? Thì cũng hay nói là thôi cứ cố gắng thôi, bình tĩnh, cố gắng, quyết tâm, cố gắng thôi. Cái đợt vừa rồi là có một cái đợt mà đợt vừa rồi là một trong đợt trọng nghĩa cũng là lịch sử, bởi vì là rất nhiều chị em của chúng ta bị mắc Covid. Lúc đấy thì chú có cập nhật thông tin qua báo đài không? Có, tôi là cập nhật suốt là ngày theo dõi sốt ruột lắm. Xong lại còn gọi điện con có bị không. Và lúc đấy thì cô chú thì có cảm giác như nào khi mà thấy rất nhiều người trong đội tuyển của nữ mình bị và lại ở một nơi xa chứ không phải ở Việt Nam. Thì gia đình lo lắm, nhưng mà cũng chẳng biết làm nào, thì thôi cứ bảo con là cứ chịu khó, có gừng có xả thì có tỏi thì xông thôi, chứ cố gắng mà ăn uống thôi, chứ cũng không làm gì được. Chỉ biết động viên con cố gắng vượt qua thôi. Và cuối cùng thì là các cầu thủ nữ chúng ta đã vượt qua được những khó khăn đấy và thi đấu tốt. Ngoài ra thì cháu muốn hỏi thêm là chú cái phần thưởng, cháu muốn hỏi cái phần thưởng mà chú dành cho Yến, ví dụ như là từ khi nhỏ đến lúc lớn thì là chú có những phần thưởng nào khi mà Yến thi đấu tốt không, ví dụ như là tặng một món quà gì đó hoặc là một cái phần thưởng nào đó không? Cái này là bố mẹ cũng chỉ động viên thôi. Vâng. Chứ Yến còn có đợt còn thưởng tặng bố có tí chút là tặng bố một chuyến đi Nha Trang và Đà Lạt mấy ngày ấy. À, tức là một chuyến du lịch đúng không? Sau khi mà đạt được thành tích và có một chút gọi là tiền thưởng, và thế là Yến đã tặng cả gia đình mình. Không, tặng bố là vâng. đi theo cái đoàn của ban xã. À, đi của, vâng. Tức là tặng một chuyến du lịch cũng là tuyệt vời đấy chú ạ. Vâng, cũng là mát mẻ chú ạ. Chứ còn chứ chỉ động viên Yến chứ cũng chẳng chẳng có gì tặng riêng Yến à. Vâng, như vậy là đấy thì chúng ta thấy rằng là Yến ấy là một trường hợp rất đặc biệt, là một người mà công việc gia đình khi nhỏ thì hoàn thành rất tốt và sau đấy thì cuộc sống là tự lập từ sớm, như cháu thấy là Yến tự lập rất là sớm và như chú chia sẻ đấy thì là gần như tất cả là Yến tự chủ động sắp xếp. Không, gần như là gia đình mình không phải
hỗ trợ quá nhiều, đặc biệt là về mặt 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 vật chất tài chính. Chỉ tinh thần là động chỉ viên gia đình là nguồn động lực về tinh thần, nhưng đấy lại là cái nguồn động lực lớn nhất đối với một cầu thủ thi đấu, đúng không chú? Bởi vì là khi mà ở xa như thế, thi đấu trước nhiều sức ép như thế, thì cái động lực tinh thần và những lời động viên, có thể chú nói rất đơn giản là cố gắng thi đấu thôi, nhưng với các cầu thủ thì lúc đấy nó là thứ rất là lớn để các chị em thi đấu tốt và cuối cùng chúng ta đã giành những thành tích tuyệt vời. Thưa chú, là vừa rồi thì là những cái câu chuyện mà Yến đi thi đấu, thế vậy thì khi mà về nhà đến thời điểm này đi, cháu hỏi thời điểm này, khi mà đã là một tuyển thủ này rất trưởng thành rồi, thì Yến về nhà có hay làm các công việc nhà giúp đỡ bố mẹ không? Có, nếu mà ấy là Yến phải ra ví dụ nhà trồng rất nhiều bưởi, là bưởi cũng lâu năm, là Yến ra thì tỉa cành rồi thì cũng phải vun sới. Ồ, tức là bây giờ Yến vẫn vun sới được đây, vẫn phải ra vun sới giúp mẹ. Khi nào mà về nhà là cả gần, cũng có khi là cả nhà rồi đấy, làm vừa làm vừa nói chuyện luôn. Tranh thủ thời gian luôn, có thể tâm sự mà vẫn làm được công việc ở nhà. Đấy là một cái cách mà gọi là thời gian của Yến là rất là ít. Vậy còn món ăn thì chú có thấy là Yến là nấu nấu ăn như nào? Yến nấu thì cũng bình thường thôi, cũng không đặc sắc lắm. Nhưng mà là... món chú như biết là Yến là hay thích ăn món gì khi về nhà? Khi mà về nhà thì Yến không gần như là lười, không ăn thức ăn mấy đâu. Thì rau dưa, rau xào, rau luộc cơ chứ còn chứ cũng không ăn thịt thà gì đâu. Thì ở đây cháu thấy rằng là có những bức ảnh này, rồi có những cái danh hiệu là Yến đoạt được cùng với tập thể các đồng đội. Thế Yến đã đưa các đồng đội của mình về đây chơi với gia đình chưa? Có, trước kia mà chưa bị dịch đại dịch Covid này, thì là năm nào cũng các bạn của Yến cũng về cũng chơi. Là tức là ở cùng đội, về cùng đội đúng không? Và cái không khí lúc đấy chú cảm nhận như nào? Nó vui, là có các cháu bạn Yến đến chơi thì vui, cảm thấy vui. Và cảm thấy những người mà tập luyện cùng với con mình thi đấu luôn, là bố mẹ cũng yên tâm, là chị em là đoàn kết chơi với nhau, vui vẻ. Nếu bây giờ mà được gửi tặng Yến một cái câu để gọi là căn dặn Yến trong những cái giải đấu tới đây của Yến, đúng không? Có SEA Games, có giải vô địch Đông Nam Á, và đặc biệt sang năm 2023 thì là World Cup nữ, thì chú muốn gửi đến Yến điều gì? Thì lúc nào cũng nhắn gửi Yến là cố gắng hơn nữa, quyết tâm nữa, phấn đấu nữa để góp cái phần nhỏ bé của mình và đem lại thành công cho đội tuyển. Cũng là chúc toàn thể vị lãnh đạo, ban huấn luyện, đồng đội của Yến luôn có sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Thường thì các cầu thủ Premier League khi đá phạt góc đều nhắm đến vị trí ai đó có thể đánh đầu. Có lẽ họ nên học hỏi Nguyễn Thị Tuyết Dung, ngôi sao nữ Việt Nam, người đã ghi không phải là một mà tới hai quả phạt góc trong chiến thắng 7-0 trước Malaysia. Đáng kinh ngạc hơn, cô đã làm điều đó bằng cả hai chân. Ngay cả Lionel Messi cũng không dễ dàng ghi bàn bằng chân phải. Một trang web của Anh đã viết những dòng đầy thán phục như vậy trước tài đá phạt góc tuyệt đỉnh của Tuyết Dung ở AFF Cup 2015. Điều mà cô tái hiện thêm một lần nữa trong trận đấu với Myanmar tại Asian Cup 2022. Tờ Maro thì bình luận rằng, sự phấn khích trước mỗi bàn thắng từ phạt góc giống như khi người ta phát hiện ra động vật quý hiếm ở thiên nhiên hoang dã. Vậy mà Tuyết Dung lại tạo điều hiếm có ấy tới hai lần trong một trận đấu. Tuy nhiên có một người không mấy bất ngờ, chính là ông Nguyễn Đức Tiếp, bố của Tuyết Dung. Thậm chí chính ông khuyến khích con tạo ra điều gì đó đặc biệt trước trận đấu với Malaysia. Khi còn trong quân ngũ và chơi cho đội bóng của sư đoàn, tôi cũng từng ghi bàn từ chấm phạt góc. Vì vậy tôi cũng đã hướng dẫn Dung kỹ thuật đó. Làm như thế nào để tạo nên lực đạo đủ mạnh và quỹ đạo đủ cong để đưa trái bóng vọt qua tay thủ môn bay vào lưới. Nhưng tôi cũng nói với Dung, chỉ khi nào tâm lý thật thoải mái mới nghĩ đến chuyện sút thẳng. Để ghi bàn, không những đòi hỏi kỹ thuật cao mà tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng. Suốt thời trai trẻ của mình, bóng đá là niềm đam mê của ông Tiếp. Đến bây giờ thì ông vẫn tự hào về biệt danh nghệ sĩ sân cỏ mà đồng đội đã đặt cho ông, về những bàn thắng từng ghi được cho sư đoàn hay đội bóng huyện
khi đã giải ngũ. Những buổi theo chân bố đến sân bóng, cùng với đó là nhiều đêm thức xem cùng bố các trận đấu khác trên TV, khiến tình yêu bóng đá lớn dần trong Tuyết Dung. Một cô bé 5-6 tuổi lại không thích đi mua sắm quần áo, chỉ đòi mua bóng. Phim ảnh cũng không hấp dẫn được Dung, thứ duy nhất khiến Dung dán mắt vào TV là bóng đá. Tan học thì Tuyết Dung cũng không về nhà ngay mà ở lại đá bóng cùng đám con trai. Sau đó về nhà với đôi chân lấm lem và bầm tím. Những trận đòn của mẹ cũng không thể ngăn cản được Tuyết Dung đoạn tuyệt với quả bóng. Cuối cùng đến một ngày, bố Dung ngồi xuống, đặt tay lên vai con và hỏi: "Con thích bóng đá lắm phải không?" Dung đáp ngay: "Vâng, con thích lắm bố ơi." Vậy là ông tiếp đưa Dung ra bãi cỏ ngay trước nhà, dạy con những bài học đầu tiên về bóng đá. Càng ngày ông càng nhận ra những tố chất bóng đá trong con người của con gái. Dung nắm bắt rất nhanh những điều được chỉ dạy, thậm chí khiến bố ngạc nhiên khi nhận xét cả những màn trình diễn của ông. Có lần làm mệt quá nên đá dưới sức, vừa bước ra sân, Dung đã nói ngay: "Hôm nay bố chơi không hay." Ông tiếp hỏi lại: "Không hay là không hay thế nào?" "Bố chuyền hỏng nhiều, lại không chạy chỗ như mọi lần." Dung đáp, đồng thời tuyên bố trách nịch: "Sau này con cũng đi đá bóng như bố." Vào lúc ấy thì ông tiếp đã mường tượng ra viễn cảnh Dung sẽ trở thành một cầu thủ. Tuy nhiên chính ông cũng không nghĩ rằng cô con gái bé nhỏ lại mạnh mẽ đến thế trên hành trình theo đuổi đam mê. Năm 10 tuổi, Tuyết Dung được bố đưa đến trung tâm đào tạo bóng đá nữ ở Hòa Mạc, Duy Tiên, nơi cách nhà 30 cây số. Ngày đầu tới đó, ông choáng váng trước điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn, với dãy phản sập sệ xếp cạnh nhau như doanh trại quân đội, ở bên dưới mái nhà rột nát. Biết sao được bởi Hà Nam khi ấy còn nhiều khó khăn. Như bố Dung tâm sự, bữa cơm chỉ có quả cà, thậm chí nước sạch cũng không. Tất cả phải sử dụng chung cái giếng khoan, khiến một tháng sau đi thăm, ông tiếp bàng hoàng trước cô con gái bị ghẻ lở khắp người. Xót con, ông đưa về chữa trị cả tháng và tính không cho Dung đi nữa. Thế nhưng thầy Hải Anh đã xuống tận nhà thuyết phục rằng với các phẩm chất đã bộc lộ, Dung sẽ còn tiến rất xa với trái bóng tròn. Bản thân Dung cũng nặng nặc đòi đi: "Bố mẹ yên tâm, con chịu đựng được." Vậy là Dung lại lên đường và cô không một lần quay đầu nhìn lại. Mỗi tháng ông tiếp lại đi xe ôm lên thăm con, dẫn ra ngoài ăn và dúi vào tay con những đồng góp nhặt được. Bảo con thích gì thì cứ mua để ăn thêm, chơi thể thao không có sức không được đâu. Thế mà ông vẫn chưa yên tâm, cứ vài ngày ông lại viết thư, lóc cóc ra bưu điện, gửi cho con để nắm bắt tình hình. Ông cũng nhiều lần hỏi thử Dung rằng con có tiếp tục được không? Có biết bóng đá nữ sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi không? Rồi con sẽ xấu đi, tương lai cũng rất bấp bênh, con chịu được không? Và nếu quyết định theo đuổi, phải trở thành người giỏi nhất, con làm được chứ? Con hứa, bố tin ở con, rồi một ngày bố mẹ sẽ ngẩng cao đầu vì con, Dung nói với đôi mắt sáng ngời. Đó cũng là những điều mà Dung nhắc lại trong các bức thư gửi về cho bố. Mọi ông bố và mẹ đều luôn có thừa niềm tự hào về con cái, để luôn nghĩ rằng nó sẽ là số 1. Nhưng với bố Dung, ông thực sự tin con mình sẽ làm được. Không có đứa bé 10 tuổi nào sẵn sàng rời vòng tay bố mẹ để đến một nơi xa lạ, điều kiện ăn uống thì kém và bị những cơn ngứa hành hạ mỗi ngày. Cô cũng không một lần kêu than, số tiền mà bố cho mỗi lần đến thăm, cô cũng ít khi đụng tới. Dung không coi những gì mình đang trải qua là sự hy sinh. Cô yêu cuộc sống này với mỗi buổi sáng thức dậy được ra sân tập luyện, chơi bóng. Khó khăn đơn giản là thử thách mà cô cần phải vượt qua trước khi làm bố mẹ tự hào. Chính điều này cũng đã tạo nên một phần phẩm chất đặc biệt của Tuyết Dung. Cô chỉ thấy phấn khích trước áp lực và thích thú khi đánh bại nó. Nhớ lại cú đúp bàn thắng trên chấm phạt góc vào lưới của Malaysia ở năm nào, đến vào thời điểm mà Dung mới chỉ trở lại sau chấn thương và đang tái khẳng định mình. Bàn thắng tương tự trước Myanmar tại Asian Cup nữ 2022 thực hiện trong bối cảnh Việt Nam cần một kết quả tốt để tiến vào tứ kết, qua đó nuôi hy vọng giành vé tới World Cup 2023. Như tờ Telegraph nhận định, kỹ năng này thì cực kỳ khó và càng khó hơn khi xảy ra trong một trận đấu tầm cỡ. Hoặc tại nhà Tuyết Dung, một trong những bức ảnh được treo trang trọng là khoảnh khắc cô đối đầu với nữ tuyển thủ Thái Lan. Đó là Thenakan Dangda, em gái của ngôi sao Terasin Dangda ở chung kết SEA Games 2019. Trong ảnh thì Dung đang chạy đầy tự tin trước một đối thủ cao hơn mình cả cái đầu. Dung rất thích bức ảnh này vì mỗi khi đối đầu với Thái Lan đều mang lại cảm giác hào hứng và luôn để lại điều gì đó làm kỷ niệm. Và chính khoảnh khắc này thì Dangda đã phạm lỗi dẫn đến quả đá phạt trực tiếp. Dung chính là người thực hiện quả phạt này để Phạm Hải Yến ghi bàn thắng duy nhất mang về tấm huy chương vàng cho đội tuyển Việt Nam. Không khuất phục, cố gắng giải quyết vấn đề và tìm kiếm cơ hội từ khó khăn, đó là lời giải thích cho việc tại sao Tuyết Dung lại gặt hái được thành công từ rất sớm, sau đó trở thành ngôi sao của Phong Phú Hà Nam, người hùng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một danh hiệu vô địch quốc gia, một cúp quốc gia, hai chức vô địch AFF Cup, hai huy chương vàng SEA Games, hai lần đoạt quả bóng vàng Việt Nam
là bộ sưu tập thành tích đồ sộ mà bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ. Không có giới hạn nào cho Tuyết Dung. Nhiều năm trước cô đã mơ về World Cup và bây giờ nó đã trở thành sự thực. Tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm tới. Và Dung, nhân tố quan trọng làm nên kỳ tích, nhận được huân chương lao động hạng nhì từ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Khi giấc mơ lớn đạt thành, ông Tiếp nghĩ rằng đó là lúc để Dung nghĩ về bản thân, lập gia đình và hướng đến một cuộc sống ổn định như nhiều cô gái khác. Dung đã nói với tôi về khát khao chơi bóng ở World Cup và sẽ không dừng lại nếu chưa đạt được. Tôi cảm thấy đó là mục tiêu quá khó nên bảo rằng cứ lần này đến lần khác, biết đến khi nào con mới nghỉ, mới lấy chồng đây. Vậy mà cuối cùng thì Dung cũng đã làm được. Và tôi nói rồi, vậy là mục tiêu của con hoàn thành rồi nha. Giờ đến mục tiêu của bố, sang năm tới con phải giải nghệ để lập gia đình. Nhưng mong thì mong vậy, chứ ông Tiếp biết con gái còn lâu mới dễ dứt khỏi bóng đá. Một khi đã theo đuổi điều gì đó, không bao giờ Dung bỏ cuộc. Và ngay sau khi một mục tiêu đạt được, Dung sẽ chuyển sang một mục tiêu tiếp theo. Phải hết mình với đam mê. Lời bố dặn trong những ngày đầu tiên lên trung tâm đào tạo ở Hòa Mạc đến giờ cô vẫn nhớ. Nếu không phải vì đam mê, cô đã chọn một cuộc sống dễ dàng hơn và không xa nhà từ năm 10 tuổi. Ngay cả bây giờ, thời gian bên gia đình cũng rất hãn hữu. Ngày mà chúng tôi đến thăm nhà Tuyết Dung ở Hà Nam, cô cũng vừa về sau hành trình dài của đội tuyển. Nhưng chỉ một lát thôi, Dung lại tất tả lên tập luyện cùng câu lạc bộ. Dĩ nhiên Dung cũng biết nhiều người cùng trang lứa đang có thu nhập tốt hơn, dù một vài người trong số họ chỉ là công nhân trong khu công nghiệp. Nhưng trong cuộc sống, không phải mọi thứ đều là tiền và nghĩ về tiền. Có những thứ còn quan trọng hơn, ví dụ như bóng đá, và Dung đang hạnh phúc với nó. Nguyễn Thị Thanh Nhã trông giống một hot girl yểu điệu hơn là một cầu thủ bóng đá. Nhưng đừng để vẻ bề ngoài ấy đánh lừa, bên trong Nhã là một con người rất khác, kiên định, mạnh mẽ, rực lửa đam mê. Như mọi đứa trẻ trên khắp Việt Nam, những cô cậu sinh ra ở thôn Ba Lăng, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội luôn chơi bóng đá. Vào mùa đông giá rét hay mùa hè đổ lửa, chúng đều chạy theo quả bóng một cách say mê. Chỉ có điều hơi khác ở đây, giữa những cậu nhóc là một cô bé nhỏ con. Vì quá nhỏ, cô bé ấy sẽ ngã sau một cú va chạm, nhưng ngay lập tức cô sẽ đứng dậy và chạy. Khi cô chạy, không ai có thể bắt kịp, và nếu cô sút, chắc chắn đó sẽ là bàn thắng. Ở trường cô nổi tiếng là chạy nhanh, đồng thời có thể thay đổi tốc độ và dừng đột ngột. Trong các bài thi chạy, nếu như chúng bạn phải chạm tay vào tường trước khi chạy trở lại, cô có thể tự phanh rồi thực hiện màn nước rút theo hướng ngược lại. Cô bé ấy là Nguyễn Thị Thanh Nhã. Lớn thêm một chút, đám trẻ ở Ba Lăng không còn mệt nhoài vì đuổi theo Nhã nữa. Cứ mỗi buổi đi học về, Nhã lại bỏ bóng vào giỏ xe, cùng chị họ đạp sang Nghiêm Xá. Ở đó thì cô tập luyện dưới sự hướng dẫn của thầy Kiểm, người đã từng chăm bẵm cho rất nhiều mầm non bóng đá nữ nước nhà, bao gồm cả tiền đạo Phạm Hải Yến của đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại. Từ đôi bata, giày đá bóng đầu tiên được thầy Kiểm tặng, cuộc phiêu lưu với bóng đá của Nhã chính thức bắt đầu. Nghe có vẻ kỳ lạ, thoạt đầu thì Nhã không thích bóng đá. Những trận bóng trên TV không đủ để hấp dẫn và níu chân cô lại. Nhã đến với bóng đá đơn giản vì nó là một trò giải trí sau những buổi học. Đến một lúc nào đó, Nhã không thể kiểm soát được bản thân mình. Cô không thể ngừng chơi, cô không thể thiếu quả bóng. Cô bị hút vào môn thể thao vua, vốn chỉ dành cho cánh đàn ông là nhiều. Một ngày hoàn hảo với Nhã là đi học buổi sáng, đá bóng vào buổi chiều và cô sẽ ghi bàn. Có trái bóng trong chân, cô mới là chính mình, đồng thời cảm nhận được đầy đủ về sự tự do. Rồi cô bắt đầu mơ mộng với bóng đá. Thành thực mà nói thì bóng đá nữ không phải cái gì đó xa lạ với những người dân đất Hà Tây cũ, nơi sản sinh ra không ít những tuyển thủ nữ quốc gia. Vấn đề nó có dành cho Nhã hay không? Cô mỏng manh, lại quá nữ tính, nhút nhát và màu nước mắt. Thời gian đầu bố mẹ chiều lòng cô con gái, coi như đá bóng là một cách để rèn luyện sức khỏe. Tới một ngày họ phải đưa ra quyết định, hoặc là Nhã sẽ phó thác tương lai cho bóng đá, hay theo đuổi sự nghiệp học hành như chúng bạn. Đó là khi cô được thầy Kiểm giới thiệu lên trung tâm huấn luyện ở Hà Đông, đồng nghĩa với việc phải xa gia đình, xa ngôi trường, xa bạn bè mà cô luôn gắn bó. Cô sẽ tới một thế giới khác, tự học cách chăm sóc bản thân ở độ tuổi ăn chưa no, lo thì chưa tới. Làm thế nào để một đứa con gái nhỏ hay khóc nhè có thể sống và chống chọi lại mọi thứ một mình đây? Bố mẹ Nhã nhiều đêm suy nghĩ với câu hỏi ấy. Ngay cả các thầy cô giáo ở trường làng cũng khuyên rằng Nhã nên chọn con đường bằng phẳng hơn thay vì đánh cược số phận với bóng đá. Thế nhưng tất cả đều bất ngờ trước sự cứng cỏi và kiên định của Nhã. Cuối cùng thì bố Nhã, ông Kim Sáng, đã gật đầu dù mẹ, bà Vũ Thị Chi vẫn hoài nghi.
Quyết định này thực sự dũng cảm với một gia đình thuần nông luôn phải đối mặt với bài toán mưu sinh. Khi Nhã 16 tháng tuổi, ông Kim Sáng xuất khẩu lao động sang tận Libya với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình. Ngày ông về thì Nhã còn không nhận ra bố, cứ trực để đuổi đi. Mất nhiều ngày nỗ lực, dụ khị thì Nhã mới cho bố bế. Vậy mà chỉ một thời gian sau, ông lại sang Libya thêm lần nữa. Đó là lý do mà ông cố gắng bù đắp, chấp thuận để Nhã theo đuổi đam mê và luôn động viên con gái phải mạnh mẽ, đi trọn vẹn con đường mình đã lựa. Lúc ở nhà, tuy mau nước mắt, nhưng Nhã không bao giờ khóc vì bóng đá, kể cả với những lúc trở về cùng cái chân chảy xước. Vậy mà ngày đầu lên Hà Đông, khoảnh khắc bố mẹ rời đi thì nước mắt Nhã cũng rơi. Cô biết sẽ phải đối mặt với sự cô đơn và bước vào một cuộc sống rất khác. Nếu ở nhà thì mẹ sẽ là người giặt giũ quần áo, bây giờ cô sẽ phải tự làm điều đó. Và trong môi trường mới, vì đến từ một nơi xa lạ, lại coi nhất lớp, cô thường xuyên bị bắt nạt. Như lúc ấy thì cách duy nhất Nhã có thể làm là gọi điện về cho bố mẹ và nói trong nước mắt, con muốn về nhà. Khi đã chọn theo đuổi đam mê, con phải tiếp tục. Câu nói của bố đã khiến Nhã như có thêm sức mạnh. Chẳng phải cuộc sống bóng đá, mơ ước trở thành một cầu thủ là tất cả những gì cô muốn hay sao? Ý nghĩ bỏ về tan biến nhanh chóng, để bây giờ Nhã đã xa nhà được 7 năm. Dĩ nhiên cô cũng không bao giờ hối tiếc về con đường đã lựa chọn. Nhã còn đùa rằng về nhà làm thêu có khi còn khổ hơn đi đá bóng. Ngoài mấy thửa ruộng, gia đình Nhã làm thêu nhiều năm nay trong lúc nông nhàn. Xưa thêu tay rất cực, công xá lại thấp. Giờ có dàn máy thêu vi tính, tuy đỡ vất vả hơn nhưng cả nhà cũng bận rộn luôn chân luôn tay. Chính vì thế mà em gái của Nhã là Thanh Hoa dù rất có tiềm năng nhưng buộc phải ở nhà để đỡ đần cha mẹ thay vì theo chân chị lên trung tâm đào tạo và theo con đường đá bóng. Vậy nên Nhã luôn cảm thấy mình may mắn và trái bóng đã đưa Nhã đi xa hơn những gì cô hình dung và tưởng tượng. Khoác áo câu lạc bộ Hà Nội đã là một niềm hạnh phúc lớn. Cô còn trở thành tuyển thủ quốc gia, là một phần cho đội bóng giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2023 sẽ diễn ra Australia và New Zealand vào năm sau. Không những thế, cô gái nhỏ ngày nào giờ đã trưởng thành. Và đó là lịch sử của bóng đá Việt Nam. Tuyệt vời, những khoảnh khắc mà các cầu thủ nữ đã khiến cho người hâm mộ thực sự hạnh phúc. Những ngày xa nhà, thứ lớn nhất mà cô học được là sự tự lập để không bao giờ khiến bố mẹ phải lo nghĩ. Ngay cùng đội tuyển tham dự Asian Cup 2022 ở Ấn Độ, khi gọi video call thấy Nhã đeo khẩu trang ở trong phòng, bố mẹ hỏi cô thì cô nói rằng chuẩn bị đi lấy cơm. Trận gặp Nhật Bản, qua TV nhận thấy con gái không chạy sung như mọi khi. Lúc kết thúc, bố gọi điện sang Nhã mới dám kể vừa khỏi Covid. Gần 10 ngày không thể tập nên ra sân 2 lần bị chuột rút. Mẹ Nhã thì tâm sự rằng con gái lúc trên sân rất khác với con gái hồi còn ở nhà. Ngoài việc ngày xưa nhỏ bé, nay lại đầy mạnh mẽ khi thi đấu ở những giải đấu tầm cỡ, Nhã bây giờ không những chăm sóc tốt cho bản thân mà còn biết chăm lo cho người khác. Những lúc đi xa, Nhã luôn gọi điện về hỏi han sức khỏe gia đình, việc học hành của các em. Ngày về thì cô quên mình là một tuyển thủ, sắn tay cùng cả nhà chạy dàn máy thêu vi tính. Tuy thu nhập chẳng bao nhiêu, Nhã vẫn cố mua cho bố một chiếc điện thoại mới và một chiếc vòng cổ cho mẹ. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc cùng niềm tự hào trong ánh mắt của cả hai, Nhã biết mình đã đúng khi kiên trì với bóng đá. Nhưng ở tuổi 20, hành trình với bóng đá của Nhã vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu. Trong một cuộc phỏng vấn, tiền đạo trẻ của câu lạc bộ Hà Nội đã chia sẻ: "Tôi có chút yếu điểm về kỹ thuật và cũng đang cố gắng hoàn thiện mỗi ngày để khắc phục. Tôi học từ các cầu thủ lớn và sửa chữa từ góp ý của ban huấn luyện, học hỏi thêm nhiều hơn nữa. Cô còn muốn nhiều hơn từ bóng đá, tìm kiếm thêm những trải nghiệm mới và theo đuổi giấc mơ giành quả bóng vàng. Mục tiêu của tôi không gì khác ngoài việc nỗ lực để tốt hơn, đạt nhiều thành tích hơn cùng câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, sau đó là đoạt danh hiệu quả bóng vàng giống như các chị đã đi trước." Với một cô gái mang dáng vẻ của một hot girl nhưng đầy mạnh mẽ, mọi thứ đều trong tầm tay. Rõ ràng đây là một nữ chiến binh thực sự và chúc cho Thanh Nhã cũng như các đồng đội của mình sẽ tiếp tục tạo ra những trang sử vẻ vang dành cho bóng đá nước nhà và có thật nhiều sức khỏe, tiếp tục mang lại những cảm xúc hạnh phúc cho người hâm mộ. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.